Em xin chào tất cả anh em mình ha. Em chào tất cả bà con trên mọi miền Tổ quốc nha bà con. Em xin gom lên cho anh em một cái con cua ta nữa anh em. Về cái này cua ta nhiều. E55 hay là E55 gì gom? E55 anh em. Cua ta E55. E55. À, còn số sẽ ghi sẵn nhờ con liên qua. Hãy giúp con. 5518. Cái sẽ ghi của nó đây. Số sẽ ghi của máy này là 005518 anh em. Gồm nhớ dài quá chứ. À, máy nó ngoại hình nó gì nè anh em. Máy này thì em thấy nó tương đối ha. À, cỡ khoảng máy này theo như em nhận xét cỡ khoảng 7 nút. Ngoại hình thì máy nó có chốc nút sơ một vài điểm nè, nút xả nhớt nè. Đặc biệt là cái nắp phi láp, nắp phi láp cho không biết bị chốc nước sơn nhiều quá. Còn máy thì mình có làm gì không Gung? Mình có can thiệp gì không con? Có chỉnh gam ti. Ok. À, mấy bộ phận khác con có can thiệp gì không? Trong máy á. Không. Không ha. Còn nước thì cái nước em bao nhiêu nha anh em. Mấy cái dòng máy này em nói thật sự với anh em là khách hàng rất là kết luôn á. Hồi nãy em mới vừa bán cho một cái chú thuốc đi. Nãy chú Nguyễn Sử giáp với Cà Mau chứ, chạy lên ông mua ông chạy lên đây ông chở lên luôn. Cái chú dặn không vô rồi con ơi. Ông nghe cái tiếng máy ông nói để ông đi tặng mắt ông. Đợi tới chỗ ông mua cho ông chú ông lựa cho nó dễ. Thiệt chú mua quá trời dễ. Vô thợ em phụng chỉ chú một cái quay test chú rồi chú lấy luôn. À, nếu có chú có coi được cái video của con thì cho con cảm ơn rất là nhiều ha. Chú Lan, chú Bảy Lan. Ngoại hình thì nó gì đây. Máy nó zin nguyên si anh em ơi. Đặc biệt là cái dòng này cái lốc nó bằng nhôm nên nó nhẹ anh em. À, nó ưu điểm của nó là anh em chạy nó bền. Dưới thứ hai là nó thâu dầu, thứ ba là nó nhảy. Một số anh em mình để lên những cái xe tải để mình chạy tôm oxy đồ á là tuyệt đối an toàn. Thì sợ nhiều khi có một số anh em mình đi những cái hàng có giá trị sợ máy nó bị hỏng hóc á thì anh em nên lựa những cái dòng này anh em. Là anh em an tâm về vấn đề mà máy hẩm hốc. Dòng này nó tuyệt đối nó được con cái là nó an toàn. Tuyệt đối luôn. Nó không có hư tầm bậy. Nếu mà anh em kỹ nhớt nha. Đừng có để cho nó khô nhớt rồi này kia anh em. Nhắc hông là rất là đẹp. Rồi để em nhờ gom test hàng cho anh em mình coi ha. Bô lửa, bô e nó còn nguyên si theo máy hết. Nó nhẹ, nó anh em là gom nó quay giống như là cái chuyện đồ chơi vậy. Nghe tiếng gió hú hồn đã anh. Nghe gió hú đã quá luôn mình. Ngon. Cái tiếng là kìa anh em chạy nè. Cái này mà anh em chạy oxy biết chừng nào mà được hết được lít dầu chạy vậy đó. Trời ơi nó đã. Cái dòng này anh em bỏ tiền ra mà mua nó là thật sự là nó xứng đáng anh em ơi. Nó không có cái gì để mà mình tiếc hết. Thứ nhất là nhạy, thứ hai là bền bỉ, thứ ba là chạy cái lượng dầu nó rất là ít, ít hao dữ lắm, ít hao. Bẻ xúc bắp chơi gì bung ra còn mấy tua cũng vậy nữa. Con bẻ xúc bắp thử được không? Đó. Rồi con tắt con test lại cho bà con mình cái nữa coi. Cái này cái kiệt tác của con gum cho nên hồi sáng giờ nó mò tha là cái máy này nè. Để âm ti quay vẫn chạy bình thường. Quá đã anh em ơi. Rồi để chú nẹt tôi ra nó vài cái này, cho bà con mình coi.
anh em thấy ghê chứ chưa, cái đầu nhảy nó ghê chưa. Chạy nổi rồi, em cũng xin báo giá cho anh em mình luôn ha. Cái máy này em tính anh em là 5,7 triệu, còn phí ship là 300 ngàn, là 6 triệu. Anh em có một cái Kubota E55 chuỗi, cái này anh em ơi bơm nước cũng đã, mà nói chung chạy dưới sông cũng đã, mà gác kéo cục oxy cục hơi một cũng đã, nói chung là rất là đã, không còn gì mà để mà bàn tán nó chứ Kubota. Rồi em sẽ nhắc lại lần nữa ha, máy này em bán anh em 5,7 triệu, phí ship 300. Rồi cảm ơn con nhiều rum. Em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em cũng như bà con cô bác mình rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.